Chỉ còn vài ngày nữa là học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Để đánh dấu cột mốc trưởng thành của các em, thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 dành cho học trò của mình. 18 năm rồi. Và có lẽ cô nghĩ rằng là các con chờ đợi cái giây phút để được trưởng thành rất nhiều. Ba mẹ khắt khe với các con, ngăn cấm các con điều này điều nọ. Cô không nói rằng điều đó là đúng, nhưng cô khẳng định với các con rằng tất cả những điều đó là vì muốn các con tốt hơn. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, những cảm xúc lắng đọng để tất cả thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh nhìn lại chặng đường 18 năm qua. Nhiều phụ huynh bất ngờ vì bỗng dưng con trưởng thành và chín chắn hơn. Lần đầu tiên cha mẹ được lắng nghe những lời sâu tận đáy lòng của con. Dạ, con mới sợ bị thật. Con rất xúc động buổi lễ hôm nay, có vẻ như là tỏ vẻ được cái cảm xúc của con mình mà bao nhiêu năm nay là chưa từng nói với cha mẹ. Ngày hôm nay ai nấy cũng trở nên xinh đẹp duyên dáng hơn, mỗi người mang trong mình những cảm xúc khác nhau, từ hạnh phúc trào dâng đến những giây phút lưu luyến bình rịn vì sắp phải chia xa mái trường. Sau những giây phút lắng động, cô Nguyễn Thị Ánh Mai, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu cùng 13 lớp trưởng đã thắp nến và cắt bánh kem chúc mừng tuổi 18 rực rỡ của hơn 500 học sinh, đồng thời gửi những lời chúc may mắn hoàn thành tốt bài thi đến các sĩ tử. Cũng có vài cái sự cố xảy ra cho nên là em chưa có thể hoàn thành được những cái món quà của mình, nhưng mà em nghĩ là nếu mà em cố gắng trong cái kỳ thi sắp tới thì nó cũng sẽ là một cái món quà tinh thần vô cùng lớn đối với mẹ. Em đã viết một lá thư cho ba mẹ cũng như là cảm ơn, xin lỗi vì những ngày tháng qua. Chúc tất cả các sĩ tử 2K5 sẽ đạt được nguyện vọng 1 như ý của mình muốn. Các bạn học sinh 2K5 cũng như các thí sinh tự do sẽ có một kỳ hơi thật là tốt, cũng như là em muốn các quý phụ huynh là đừng lo cho con em của mình quá nhiều, mà hãy tận hưởng cuộc sống của mình hết mình. Ngoài ra, các em học sinh còn chuẩn bị đồng diễn Flashmob rất ấn tượng gửi đến thầy cô và phụ huynh. Đây cũng là lời chào tạm biệt những năm tháng học trò của các em để chính thức bước vào đời.